Ở bên này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tùy chỉnh bo tròn cái đường dao để mà tạo đường dao nó mượt mà hơn, gia công an toàn cho dao đối với những chi tiết gia công có độ cứng cao. Các bạn mở file cái tên là Corner Control. Ở đây chúng ta có một bước gia công là round bokeh. Thì các bạn thấy góc này hoặc là những góc này của đường toolpath nó là góc nhọn. Chúng ta cần tùy chỉnh bo tròn những góc này. Các bạn edit đường dao vào cutting parameter corner. Smoothing thì các bạn chọn là on pass và thiết lập cái bán kính bo tròn ở đây. Mình để mặc định là 0.02. Các bạn thấy là cái đường dao được bo tròn với bán kính là 0.02 inch. Điều này rất là hữu ích khi chúng ta gia công thô đối với những chi tiết độ cứng cao.